Chào cả nhà, hôm nay Nam sẽ giới thiệu một món ăn rất là bổ dưỡng, đó là món gà nấu nấm đông tô và cộng với đó là cherry. Đây là hộp cherry của em quay và nấu cái nồi là em quay win. Nguyên liệu chúng ta cần có là một con gà khoảng 1,2 kg và một ít nấm mèo, nấm đông tô và nấm gơm. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có hai loại đậu là đậu phộng và đậu hành an. Bây giờ là em sẽ bỏ cái gà vô, đặc biệt là cái này, cái nồi này là mình nấu mình không cần phải bỏ gia vị ha, chứ mà phần ăn các bạn nấu không cần phải bỏ những gia vị gì hết. Bỏ qua nước là một khoảng chừng 300 ml nước dừa, dừa tươi cùng với cái cherry mà khoảng 2 cọng đen. Rồi sau đó chúng ta đổ nước tôm vô. Đặc biệt là cái nồi Amewin này là chúng ta nấu thì chúng ta chỉ cần bỏ cùng một lúc, không cần phải bỏ trước bỏ sau, và trong vòng khoảng là 25 phút là chúng ta sẽ có món con gà nấm đông tô trong cô và có TV ha. Rồi đây nắp lại, đợi khoảng 25 phút sau là chúng ta sẽ có được món gà. Rồi đã đến giờ đó các bạn ơi. Sau 25 phút ta mở cái nắp ra ha. Rồi chúng ta cho vô một ít nước mắm ha. Rồi giờ chúng ta lấy gà ra ha. Chúng ta có một món gà nấu nấm rất là tuyệt vời ha các bạn.